Ông điện chắc tối nói lên thăm ổng chút đi, chừng chết bất tử đang vô tiếp hơi nè, tao với lắm cũng gắng đi thăm chồng. Bước lên thang vlog xin thân ái kính chào của chú chị cùng quý vị. Hiện tại hôm nay bước lên thang vlog cũng có mặt tại An Giang, thì hôm nay trở lại chương trình của chị Dây mà hai vợ chồng nằm chờ chết trong căn nhà của chú chị. Thì người chồng đang chạy thận ở bệnh viện có nguy cơ đi bất cứ từ lúc nào, thì hôm nay trở lại đây nghe nói đâu là con cũng đã về rồi như thế nào. Cũng nghe nói rất là hy hữu của chú chị, con về rồi nhưng mà con nó không có kề cận bên, nó cũng đi lung tung của chú chị. Nhưng mà hôm nay để xem cái tình hình đến đây con có ở nhà hay là không, để bước lên thang vlog sẽ trò chuyện và gán phiên con của vợ chồng chị dây của chú chị ha, để cho nó ở lại nó nuôi ba mẹ nè, cũng đỡ cái phần nào. Thì nói chung cái lời nói mình chỉ phiên vậy thôi, thì nghe không nghe thì tùy cô chú anh chị ha. Thì mời cô chú anh chị cùng theo dõi chương trình tiếp theo ạ. À, rồi mình vô tới nhà chị dây của chú anh chị. Mời cô chú anh chị ha. Rồi cô chị bữa nay sao rồi? Ô chị, ủa ai đó chị? Ông xã hả? Thôi bữa nay mới gặp ông xã luôn kìa. Ông xã đi bệnh trên viện về đó hả? Dạ, ông mới về. Rồi mới về hôm qua nay. Dạ, ông chào anh. Sao buồn dữ vậy anh? Mới đi bệnh viện. Mới đi bệnh viện gì ha? Mình ngồi lại gì được không anh ha? Ngồi gì đi dạ, anh em nói chuyện ha. Thôi chị uống nước. Rồi hôm nay sao? Anh nó dưới tình hình anh sao rồi? Đang lọc máu mà. Còn chị dây hôm nay sao này? Ngày ra nó nổi đi không được luôn. Đi không được luôn hả? Dạ. Là như thế nào chị ha? Cái mục nó xuống, nó bự dữ lắm, nó xuống rồi nó sổ huyết, nó giờ nó yếu rồi. Còn bây giờ mình ngồi cũng không được luôn hả? Dạ, ngồi chúng nó đau, nó gác. Dạ, ôi trời. Em nghe nói là nó ổn ổn, bữa nay mừng mừng mừng, nhưng mà là đây nghe chị than em thấy nó. Con từng nay nó sợ điện hỏi thầy hoài, sợ uống thuốc có làm sao, cái bà nó không sao, không sao gắt uống. Nhưng mà em kêu ông thầy lại phun giảm đau bớt với lại cho nó xẹp tở gì đó, mới kêu hôm qua nay hai bữa thuốc của ổng không nhận uống. Có khi thời gian đầu mình uống nó hành nó vậy cho nên nó không sao hai đâu. Ngày sau không Kiên trì. Hành cái tự nhiên gần hết thuốc nó nhập vô hành sao. À, cái đó là cái nó thấm á, nó dạ. Thấm chắc rồi nó sổ xuống cái rồi chị. Dạ. Đi đi cầu theo phân nó ọc ọc như một ổ gà vậy đó. Ồ, vậy là sổ đó, đúng đó rồi. Đó vậy là thuốc dạ. Có tác đúng, dụng rồi đó chị. Sổ dạ, là chị mà, yếu. Dạ, yếu người à, rồi đúng rồi. Một nó xuống dưới rồi đi không nổi. Rồi, không rồi, được. Đúng rồi đó. Anh ơi. Anh thứ mấy? Thứ năm. Anh năm lên ngồi xích xích trên đây giùm em chút xíu nha. À. Hôm kia hai hai cô ở dưới bà Trúc á, thấy bà tội nghiệp bà lên bà vệ sinh cho mình, bà mua thuốc cho uống, không đâu dám uống đâu, thuốc tây bà mua cho 5 ngày với bà mai xà đông cho hai cái. Bà thấy tội nghiệp bà mua gạo cho 1 chục ký. Cũng như là bà con ta coi cái clip ha. Dạ. Biết cái xà lông là gì chị? Xà đông cũng xà đông á. Không biết cũng người dân tộc quá, người dân tộc không hiểu chứ em cũng không biết. Bà mai cho hai cái với bà lại lấy thuốc, nếu mà cảm thấy cái đó bà đặt được bà đặt, bà nói đặt không được tại vì cái đó không ở trong tử cung, nếu mà ở trong tử cung bà đặt sẽ rớt, cái đó ở ngoài bà đặt không được. Bà cũng làm như bên phụ khoa từ thiện hay sao á. Ảnh đi chạy thẳng là mới về bữa nay hả chị? Qua qua dạ. Là anh chạy không gài bớt không anh? Nó cũng vậy, chạy mệt thì mình chạy thì nó khỏe lại. Là cũng như khỏe lại rồi mệt lại rồi mình mới đi xuống dưới nữa hả? Dạ. Rồi hôm rồi con mình có về chưa anh ha? Nó về hôm qua thăm, mốt nó đi lại. Rồi bây giờ còn ở nhà không chị? Dạ nó còn sao? Nó kiếm hai đứa con, mình biết mặt hai đứa con. Nó quay nhiều clip á, mà không thấy mấy cháu. Không biết mặt con. Sẵn cho mấy em quay hình mấy cháu luôn chị. Không biết nhà không? Ngoại chắc nó đi chơi hay đi đâu. Nhà cũng, ngoại sáng giờ. Bà con cũng trông mong mấy đứa con về để biết gia đình đoàn tụ nè. Đoàn tụ lại cũng gần Tết rồi. Ủa sao gần Tết gì không ở luôn mà đi nữa chị? Xin phép nó về được có 2 bữa.
Dì đang làm ha, cũng kẹt đang làm. Cái mà hổm gài á thì chị uống cái thuốc đó đó rồi chị có uống thuốc nào không chị? Không, uống thuốc đó nhưng mà kêu ông thầy lại phun khác. Cũng như phun ngoài da ha. Phun ngoài da cho nó đỡ giảm đau với lại nó xẹp xuống gì đó. Còn thuốc phần... ổng không dám bỏ cử đó, uống hoài. Dạ, với phần bữa hổm với chị cũng có cái ông chú ông lại đó. Rồi hổm gài ổng còn cái liên lạc với mình nữa không? Không, ổng không qua nữa. Ông qua chắc ông đi về. 350 tới giờ quá má. Ông đi về. Chắc nếu mà ông mở clip nói em nói bữa hôm chắc ông nghe chắc ông cũng ngại. Ví dụ mà 350 nhọt á. Nhọt là đi rút rút lui luôn. Nếu mà anh em mình không có phát hiện kịp thì lơ mơ chỉ dây này em cũng không có tiền là bị dính. Không, em không có. Em không có theo ổng đâu, em biết mà. Tại vì ổng điện là nghe 350 là em sợ rồi. Rồi trong khi đó chắc sáng ông qua. Rồi ông nói muốn gì thông qua bên bển trước mới em đi. Em có nói ổng rồi chứ em không có theo ổng. Là từ đó giờ là ổng là nghỉ điện ổng đi luôn dạ. Rồi anh hay không anh? Không. Không hay tình hình này luôn ha. Không, không hay nhưng mà ổng về em có nói ảnh rồi. Rồi lúc cái bệnh viện cho em hỏi nè. Ở lúc bệnh viện anh có hay gà đúng không? Hay là ổng lại đây ổng định chữa bệnh cho vợ mình đúng không? Ở xuống bệnh viện chứ mình đang ở bệnh viện á. Lúc đó đi thăm á, rồi ông chở đi thăm sáng chiều về đó. Lúc đó anh có điện cho anh Mến mà. Ừ, cũng lúc đó là ổng là chở chị đi xuống dưới thăm ha. Ủa mới đây mà, mới bữa hổm đây rồi phải không? Cái lúc mà đưa qua 350 rồi mà. Thì đó mà ổng không có vô đây. Là chị đề hẹn ổng chỗ nào ổng? Không, chở. Ông xuống đây rước á rồi chở tôi về rồi ông đi về luôn không có ở đây. Lúc đó là ông cái vụ mà đó ông đã ở chùa giờ ông đi về nhà luôn rồi không có ở đây nữa. Vậy là ông còn không còn liên lạc nữa ha? Dạ không. Thì cái lúc mà cái 350 đó chị. Dạ. Thì cái bữa mà chị nói với mấy anh em đó. Dạ. Rồi mấy anh em cũng chia sẻ lên đó, rồi từ đó như tỷ có 1-2 ngày sau á ông có liên lạc không? Ông có qua. Cũng có qua ha. Qua chở em đi viện đó. Có nghĩa là đăng lên rồi. Ông mới qua mới chở chị đi nữa. Dạ chắc ông chưa thấy clip đâu. Bởi ông biết. Rồi ông qua chở đi viện. Chở ông viện sáng chiều về ông đi luôn. Không có ghé nữa, không điện nữa. Ông chở em tới nhà là ông đi luôn đó. Vậy là chắc chưa coi clip. Coi clip rồi là coi như là ngại quá rồi đi luôn. Không có điện lại cho chị nữa. Cái lúc đó anh có đó anh biết chưa, lúc mà có đó ảnh ông chú nè ở đây mấy ngày chị chưa ha, chưa có biết gì. Vậy mà bữa đó nói là điện dưới cho anh rồi anh cũng đồng ý cho ông ở lại để chăm sóc cho chị Dây ở đây. Vậy là ổng đâu có điện đâu. Không ông có biết số máy chồng em đâu. Bữa đó mình cũng sơ ý ha. Cái này đọc từ ngầu đầu tiên cũng sơ ý. Thôi chuyện gì nó qua đã qua cho qua luôn đi. Mà cái tình hình hổm rày nào, nói chung là chỉ uống là thuốc là thấy cái cơ thể của mình như thế nào à. Thì nó vô nó suy nhược cơ thể, nó yếu người. Rồi tại biết yếu sợ quá nhiều nó đau nó. Sợ quá nhiều nó mất sức mình đúng không? Dạ, rồi đi không nổi, ngồi chúng nó đau. Ăn cơm nằm không trong đút không, uống thuốc uống để ống vậy nè, mỗi lần ngồi được đi được. Mỗi lần đi bên vui chơi bây giờ không đi nữa. Thuốc có tác dụng rồi đó chị, em thấy chắc vậy vậy em sợ mà... điện cho ông thầy hoài à. Dạ, người ta uống mà nó sổ là có tác dụng, còn nó không sổ là không có tác dụng đâu. Mà nó sổ, mỗi bình thường nó sổ dữ lắm. Nó ra ọc ọc, ông gáo viết sợ kêu chồng nó coi luôn đó. Dạ. Như là mình mổ cổ gà sao máu nó chạy như đó. Đó là đúng rồi đó chị, tại vì chị ứ trong đó lâu lắm rồi. Dạ. Rồi với phần hồi đó tới giờ mà chị đâu có sổ đâu. Không. Nó uống thuốc nào cũng không sổ. Uống chừng 3 bịch sau mới sổ, 3 bịch trước không sổ. Uống như vậy là cái từ từ nó cũng như là thải cái chất độc của mình ra trong cơ thể mình ra đó. Như vậy chị mới khỏe. Nhưng mà đợi uống rồi là mới nguy hiểm. Dạ. Nói chung ra thì chị cũng có liên hệ với ông thầy, thì ông thầy nói vậy là cũng yên tâm rồi. Dạ, em điện không hoài, tại mình sợ. Rồi bây giờ anh em mình, bây giờ thì kiếm mấy cháu đi, bây giờ cho mình hỏi mấy cháu về cái... có ở đây không chị? Nó đi đâu rồi? Từ sáng giờ nó đi tham quan. Có số điện không? Điện mấy cháu về. Đang thử ra nhà ngoại có sao hẹn không? Tiền à? Thử ra cho anh. Tiền!
Hôm qua đi cầu nhiều quá anh uống xỉu trong toilet luôn. Làm nó làm sao? Nó yếu đầu gối uống xỉu luôn, đi cầu nhiều quá. Chắc do mình sổ nhiều quá mắc nước. Dạ, không biết sao uống xỉu trong toilet luôn, yếu đầu gối. Bây giờ em giảm uống bớt, tại em uống nhiều quá giờ em uống ít lại. Sao? Em sợ. Thuốc hả? Dạ. Đó, uống bình thường đi chị, chứ sợ gì? Thầy dặn uống như mình uống vậy đi. Mà em uống nhiều quá, sổ nhiều quá uống xỉu trong toilet. Em sợ em uống giảm bớt lại. Tại vì cái cơ thể chỉ yếu á, yếu sẵn. Chắc sổ, gì. Chị đừng cứ sợ. Đang lẽ hết á, còn bịch đang lẽ hết bữa nay hôm qua vậy. Mà em uống thuốc của ổng nấu nhiều quá, để một nồi nấu 3 ca mới ngập thuốc, rồi nấu 2 ca bự đầy đầy cái mình thị còn hàng ca nữa. Uống nấu một lần uống 2 ngày nó lúc ổng cho thuốc nhiều quá. Bởi cho thuốc nhiều quá nấu uống một lần 2 ngày. Ông kêu nấu một bịch đó nấu 3 ngày em thành 4 5 ngày. Nói chung ra thì thầy người ta bắt mặt ta biết thôi mình chị. Người ta mới đưa thuốc mình uống vậy. Thôi thì cũng gắng uống đi. Dạ em gắng uống niệm Phật hoài. Cấp cứu mệt nè, người ba mẹ ở đây xỉu muốn chết rồi nè, mày không về đút cơm đút nước ai đút đâu. Lúc đó em xỉu rồi em ngồi không được á, mẹ bới cơm để trên bàn gì nè, em bóc ăn không. Em ngồi đâu có được, em bóc ăn không. Bóc luôn. Dạ. Em bóc ăn không, ngồi không có được, ngồi không có ai đút. Lúc em bóc ăn. Là rồi ngoại thấy mới điện nó về, mới nó về đó. À, điện gì là dạ, điện kêu lắm thấy hình ha. Luôn mới nó về đó. Bây giờ xin phép công ty người ta không cho, nó trốn về đó, bây giờ đi làm lại không biết sao. Nó nói ba mẹ bệnh mạnh ở nhà vậy đó, rồi công ty không cho. Nói gần Tết ta cần người. Bây giờ cái nó cần người, cần đi giờ mẹ vậy rồi phải về 2 ngày. Giờ mời nó về, công ty biết đuổi hay là cho phép. Em ngồi em bóc ăn không. Rồi là cái lúc đó ảnh còn... Lúc đó chưa về, dạ. Lúc đó chưa về. Rồi con, rồi chị điện, bà ngoại điện, rồi nó mới ngoại về. Điện, ngoại điện chửi lắm, không về, cái dì Tư nó điện nữa mới về. Chắc mình ở dưới, mình nằm ở dưới chắc mình cũng không có yên đâu anh ha. Dạ. Vợ ở nhà thì mình không có con nữa. Nó nhà thấy em vậy nó cũng khóc, hai anh em nó. Bởi vì em muốn rất là muốn thấy mặt con của chị này để như thế nào rồi. Dạ. Chứ bà con cũng ta cũng cũng nôn nóng là muốn gặp con của chị có về hay là chưa. À, trong thời gian này cũng cận Tết rồi về an ủi cho vợ chồng chị chứ mà chồng nằm nơi vợ ngã mà hôm nay đến đây mấy em thấy chồng đã về rồi, con đã về rồi nhưng mà hiện tại giờ con không thấy mặt. Mà về cả hai đứa luôn hả chị? Dạ. Nhưng mà giờ hồi nãy thì có nhờ chú ra rồi nhưng mà anh chị đó đi công việc gì rồi mau về không chú? Anh chị đó đi sáng giờ chắc nó đi chợ bộ nó đi gạo dạo hay sao. Có số điện thoại không chị? Phải hai người đó không? Không. Chị có số điện không? Anh có số điện không anh? Có. Thôi đâu anh điện thử. Điện thoại tới bỏ nhà kìa. Điện thoại bỏ nhà hả? À, rồi luôn. Bỏ nhà thì đâu có liên hệ được đâu. Bỏ tay luôn hả? Tính là có quý bà con cũng đang trông mong là gặp được con của chị. Nó đi chợ. Hai đứa con đi chơi luôn đó hả chị? Dạ đi chơi. Là đi sáng sớm tới giờ hả? Dạ sáng hôm nghe bạn nó đi chơi, đi núi chơi. Trời nói trời, cha mẹ bệnh như gì mà con trời. Nghe nói là về nuôi, mấy em cũng thấy mừng. Tại vì cũng có về chăm sóc cho anh chị. Mà thì chứng kiến thì mấy em ở đây thì không gặp mấy cháu. Thì nghe nói là mấy cháu hồi sáng đi chơi, chỉ là chiều mới về hả chị? Dạ. Về nuôi cha mẹ mà như vậy đó. Thì chị có thấy mà con mình như vậy đó, về chăm sóc mình vậy đó chị, mà không chăm sóc mà bỏ đi như vậy đó, không quan tâm đến đến chị với ảnh, rồi chị có cái cảm nghĩ gì không chị? Nửa phần buồn, nửa phần thấy con về cũng mừng. Rồi là sao buồn là sao? Cái dạng nửa phần mình nửa buồn nửa mừng vậy đó, gặp mặt con về thì mừng. Cái dạng mà thấy nó vậy cũng mừng, rồi lớp nào cũng buồn một phần vậy đó. Cái buồn đó là sao chị? Cái buồn là thấy nó lại rồi nó không được an ủi mình vậy, nó chăm sóc mình cho nó đi chơi vậy đó. Đó một phần, còn thấy con về cũng mừng, gặp mặt con về cũng mừng. Dạ, cũng như là về là mình thấy con mình về tưởng đâu về chăm sóc cho mình ha. Dạ. Thì về cũng như là nó cũng như về cho có thôi chị. Dạ. Chắc cũng chị cũng tội bản thân lắm. Dạ.
Vậy là hôm qua giờ con chị về là có chăm sóc chị được gì không? Có chắc chiều có đút cơm. Thấy mình ngồi ăn được nút đút cơm. Có an ủi mẹ gì không? Nó có, nó khiêng mẹ gán đi qua Tết con làm yên ổn, nó gửi tiền này kia nọ. Nó không bỏ liều nữa. À, nó chỉ là theo cái cảm nghĩ của em á chị. Cái lời nói á, nói cũng nói chung là nói cái gì cũng được á. Chứng kiến ở đây làm như thì mấy anh em vô thì mấy cháu về mà bỏ đi chơi mẹ mình, cha mình bệnh như vậy đó. Mà bỏ đi như vậy đó. Rồi mà nói với cái câu nó không bỏ liền được nữa. À, vô nếu mà thật sự là mình là đứa con thì cha mẹ bệnh như vậy, chị nằm mà chị nồi chén cơm ở đây mà chị ngồi vậy ăn cũng không được nữa, rồi bỏ chị tưởng là về đây nuôi cái gì được, phải bỏ chị đi chơi như vậy đi. Nghe nói là các bên sớm mình cũng em cũng hỏi á, rồi chồng sớm đó là hừ sáng đi sớm rồi, yeah. Rồi chiều mới về, yeah. Nói chung là cũng không được nhờ được cái gì hết trơn chị, yeah, nhờ được hôm qua lại tới đút cơm. Anh gầy mấy đứa cháu không được anh ha. Mình dám mình khuyên nữa anh. Ở chợ nó cũng vậy à. Dạ. Nguyện là nó đi chơi bạn kêu cũng quê, nó đi tới mơi mới về. Dạ. Điện có bắt máy đâu. À. Nó quen cái thói nó rồi. Vậy là chắc anh cũng có gầy mà mấy chị đó không nghe. Dạ. Rồi vậy. Nhiều cái đứa con nó ngỗ nghịch lắm. Mà nói nó không trả lời đâu, dù đúng sai nói nó không trả lời mình đâu. Nó đi về, nó không trả lời. Dù mình chửi mắng nó cũng chửi ngược lại mình đâu, nó im lặng gì đó, nhưng mà nó đi đi. Rồi chắc anh chị chắc cũng buồn lắm ha. Buồn. Mình nhớ lấy cái như vậy. Con mình nuôi đó, từ nhỏ tới lớn, mà mình cũng chăm sóc con cái mình. Lúc nhỏ mình tắm rửa ha, đi cầu rồi rửa cho con mình lúc nào cũng sạch sẽ, tới ngày mình lớn lên nuôi cho mấy đứa lớn lên rồi mình lớn tuổi với chị bệnh hoạn mà nó không coi mình ra gì hết, đó là phản làm cha mẹ, là nói chung là ai cũng phải cũng tội cái bản thân. Dạ em tội. Tối nằm niệm Phật và em giá em hết ăn khỏe là em làm một mâm liên quan mấy anh bên nhận vui, hết làm ở đây chặt em giá hết để liên quan mấy anh bên nhận vui. Không, mấy cái đó là cái đó là tốn kém lắm. Chứ còn chỉ hết là mấy anh em là mừng lắm. Dạ, yeah. Nhưng mà biết công lao của mấy anh. Nếu mà làm như vậy thì mấy anh em đợi cho mấy anh em cũng làm cũng được. Nhưng mà yeah. Mấy anh em cũng sức tiền chứ không có để cho chị phải sức. Không, cái này là em biết ơn nghĩa thôi. Cần gì ấy. Không, nói chung em giá cho hết thôi. Chị hết bệnh thì mình tính cái con đường, như mà mình có bữa tiệc đó mình ăn nhiêu thì mình lấy cái bữa tiệc đó mình... số tiền đó mình trao mình giúp cho người nghèo khác đi chị, cái đó nó có ý nghĩa hơn á chị ha. Yeah. Rồi mấy cái gầy thì tụi em quay cũng có hỗ trợ này kia là đủ trang trải cho cuộc sống mình chị. Dạ có, ngày quay gom cũng được 9 triệu mấy 10 triệu vậy, nhưng mà đưa cho ổng đi viện hết 5 triệu, còn phần 5 triệu xài trong ngày còn 3 triệu mấy. Dạ. Yeah. Tại nằm viện hơn gần 3 tuần có tiền đâu, đưa cho ông ăn bánh uống men đóng tiền viện này kia nữa. Vậy là ảnh bữa đó nghe nói là cái bảo hiểm của ảnh là có rồi hả chị? Dạ có rồi. Vậy là cũng mừng rồi. Có rồi thì nó cũng nhẹ tiền ra. Dạ. Vậy mình chạy gì đó một tuần vậy đó, mình bảo hiểm mình có rồi đó. Tài khoản bao nhiêu chị? Không biết nữa, tính tháng mà. Chưa tới tháng đóng chưa biết. Chưa tới tháng chưa biết. À, còn cái mình... này là mình tính tháng ha. Dạ, còn lúc mà chạy bên Dương thì 1,5 triệu. Bây giờ về đây chạy chưa tới tháng nó chưa cho đóng, thành ra chưa biết. Vậy là một lần là chạy 1,5 triệu, mà một tháng mình chạy nhiêu lần chị? 8 lần. Dạ, một tuần chạy 2 ca. Ca thứ 2, thứ 6, giờ về đây nó chạy thứ 4 và thứ 7. 8 lần coi như là 8 triệu đó. Không, không tính tháng. Tính tháng. Một tháng 1,5 triệu. Chứ không tính tuần. Anh cho em hỏi là lúc giờ em chỉ nghe chạy thẳng nhưng mà cái đó người ta làm như thế nào anh ha? Nó đây nghe nó ghim cho nạn cây. Lấy cái tay tú rồi. Ghim nạn cây. Một cây đâu lột áo phát ra, một cây rút máu, một cây truyền vô, nó lọc máu cho hết thân thể gì đó, mới nó xả cái lọc máu vô lại, rút máu dơ bỏ, trời ơi, nó cục cục nó sưng lên kìa, nó gầm đen cây kim đen cây kim.
Thay máu khác vô anh hả? Không có thay máu, được rút máu dơ bỏ. Như hai cái ống dây ống, một ống bơm ra, một ống lọc vô. Một ống đưa vô, một ống đưa ra. Ờ, tới bữa nay mới biết á, từ lúc giờ em cứ tưởng nó chạy thẳng là nó ghim trực tiếp vô cái chỗ và cái thằng á. Sưng hết trơn, mấy cái răng sưng trơn luôn. Đúng rồi, chạy thẳng ai cũng phải bị cái răng nó sưng. Mà chạy thẳng chết liền liền, người khỏe chạy, đang chạy cũng chết bất tử. Ờ, vậy dạ. Chị nói ghê chị. Có. Ảnh có sợ không? Có, bởi khi chạy mệt điện kêu em đi hoài mà em bệnh đâu có đi được. Bác sĩ chửi hoài luôn. Khó thở hả anh hả? Dạ, tại vì nó bơm hết máu toàn thể mới nó lọc vô lại á. Nó rút ra Vậy là lúc chạy là bác sĩ đâu có gây mê mình hả? Không. Bác sĩ không có nó trực tiếp đâu, mấy người ta ấy lọc nước ở trong đó rồi người ta có người ta đi cho. Bỏ máy đó thì đi đi chơi đã. Lúc mình vô nằm thì nó ráp máy cho mình. Nó ráp máy mình, bơm cho mình, bắt đầu nó đi rồi. Nó đâu có canh mình đâu. Chết trong máy nó không hay luôn. Chàng là chàng. Hôm kia mới chết người. Cũng nguy hiểm quá. Chết hoài luôn á. Chết hoài. Sao mà bác sĩ không trực tiếp ở đó ta? Nó không có trực. Trực tiếp, nó lo đi chơi không à. Rồi. Rồi ngồi quý, nó nhớ lại, nó quay về. Quay nhớ về. Nó dài ha. Quay về thì người ta chết trên máy luôn rồi. Ồ, vậy là bữa đó có người chết á. Có. Chứ có. Chàng có chàng. Hoài luôn á. Đang khỏe nhà ông đang chạy cũng chết. Nguy hiểm quá ta. Dạ, nguy hiểm. Bởi người ta cần người nhà đi canh. Bởi vì người ta cần người nhà đi canh. Có gì là người ta kêu liền. Dạ. Sợ máu nó chạy nhiều quá, nó bị lọc máu, bị nó sọc, sốc máu lên đó. Thành ra nó chết, bất tử. Chết quả gì? Cái chuyện nguy hiểm quá ha. Ừ. Kiểu giống như máu đưa vô đột ngột ha. Ừ. Là lúc nó chạy là cái máu nó bơm, nó chìm vô. Nó bơm ra thì nó nhanh, còn nó lọc thì nó từ. Nó bơm lên, nó ọc lên vậy nè, cái máu nó sàn lọc lại, nó nhẹ giọt à. Thành ra nó sợ nó bị ứ máu á, nó bị chết bất tử hoài à. Ủa cái máu đó là của mình luôn hả? Thì máu nó bơm của mình á. Bơm ra, lọc lại. Như lấy cái máu độc ra, bơm cái máu trong vô lại. Tức là biết hả? Nó kiểu như là mình lọc cái nước dơ thành cái nước sạch trong nhà máy nước. Lọc lại mới bơm lọc lại. Bởi vì mới hiểu luôn đó chứ, lúc mà chạy thẳng không biết đường luôn. Cái máu giờ nó bỏ, rồi máu sạch nó lấy. Một ngày vậy là mấy lần anh? Chạy nó chạy biết. một ca chạy vậy 2 tiếng, nếu mà ứ nước nhiều quá 3 tiếng, 2 tiếng mấy. 3 tiếng rưỡi. Là máu của mình nó có nước trong đấy ha? Có nước, con lấy nước bỏ luôn. Có khi là anh chạy xong là bác sĩ có kêu anh uống nước cung cấp kháng lại không? Không kêu. Nó kêu hạn chế nước. Hạn chế nước. À. Tự mình biết luôn. Nhưng mình đâu dám uống nước. Rồi cũng nguy hiểm quá ha. Vậy là hiện tại bây giờ là anh hạn chế uống nước không uống nhiều. Ừ. Vậy uống dựng hết thì rồi. Cơ thể khô khan sao chịu nổi vậy? Phải gắng vậy, mình uống nhiều quá nó dư nước. Vậy là chắc những cái người mà ta bị thận ta đi tiểu nhiều đúng không anh? Ừ. Dư nước đó đó. Dư nước nó mệt. À. Nó mệt rồi bắt đầu vô bệnh viện. Bệnh viện nó mới rút nước ra. Trước khi nó đi cho mình lọc máu, nó cho mình lên cân. Mình cân thí dụ mình thường vậy 50kg, nó lên 53-56kg là nước nó lên 3-4kg. Nó lọc cho nào mà nó canh 3 tiếng hết nước vậy đó. Còn nước ít nó lấy cỡ 1 tiếng rưỡi 2 tiếng. Còn nước nhiều lấy chừng 3 tiếng mấy. Nó cho mình lên cân. Cân ví dụ mình lên 3kg thì nó mình vô chạy thì kêu nó rút 3kg ra. Vậy là cũng cân để tính cái số ký rồi họ cân, tính toán hết trơn rồi. Tính toán hết trơn rồi. Cân, đó giờ mới biết á. Cân rút cái số ký ra. Mà nguy hiểm lúc mình nằm lấy máu nó nguy hiểm. Sợ nó ứ máu đều, chạy không đều á. Chết bất tử. Bởi vì mình phải cần có người thân đi cỡ cận bên đó mình canh đó. Chứ nhiều khi bác sĩ người ta còn chăm cho người này kia, người ta còn cái công việc của người ta, người ta đâu còn canh mình hoài đâu được. Đó chắc là không được đâu. Vậy như vậy đó chị thì chị có cởi cho mấy con chị nghe không? Chị thì nguy hiểm như vậy đó. Có. Có thì cũng vậy thôi. Có đây, kể mấy nhưng mà vô chạy chợ nó cũng biết rồi, chạy chợ 2 năm nó cũng biết rồi.
những như là mình lấy bên một tay một không hay nó hai tay một tay hèn gì anh thấy bên đây nó sưng bên đây không là với mấy cái dấu cũ lấy hoài luôn hả lấy hoài cho hoài luôn mà nó ghim vô đây hoài luôn gì một cục một hai ba bốn năm đâu năm cục đúng không chắc là nổi lên kìa. Bác sĩ dò ra cái chỗ cái mạch đó là truyền vô truyền ra nó dễ đó cho nên là dùng cái loại đó thôi năm khúc này nó mổ nó đâm ống một nhựa vô nè. Ủa à, vậy là trong đó có cái ống dạ có cái ống đặng nó bơm máu chảy mạnh thì là nằm trong đó hoài luôn cái ống này nằm chăn cái răng luôn mà em bớt coi nó còn mạch chảy nè ống bởi vì lòi ra đó nó đòi phục phục đâu đâu em gờ thử anh ha gờ nó nhảy cục gờ cho nó biết gờ cho nó nhảy cục 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 nó phèo luôn nè đâu gờ thử anh nó phèo phèo như là cái bọt cá chấm á cái ống nó kiểu như là cái ống vô nước biển không ta không gờ thử nó phèo phèo như là bọt luôn á nó bọt không nữa phải rồi gờ thử cho biết đi cho biết cảm giác người ta nó cứ eo vậy đó giống như là mà nó có cái gì gung gung á thì cũng như là cái ống nhựa của nó ống nhựa dạ giống như có cái động cơ tạo gung vậy chấm á nó phèo 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 á nó gắn ở đó nó mới nó lọc máu được dạ đó giờ như là để cho nó trực tiếp hoài luôn không có gỡ ra luôn anh không có gỡ ra rồi chừng nào mình mới muốn thai thẳng á mình gỡ ra không có thai đâu nghe nói thai thận mổ là chết luôn mình nói gì đó thai nhưng mà thận tốn tiền dữ lắm thai tốn tiền thai thận mới gỡ cái này ra được mà khi nó đưa cái ống này vô là nó gây mê cho mình đúng không bởi vì đút vô nó mới được chứ nó hay quá trời luôn đưa cái ống này vô gây mê cho mình mới đưa vô được nhưng mà mình cảm giác mình coi lên coi xuống nó có đau cho đó không anh ha không cũng bình thường ha nó cũng như là một cái chắc như nó mềm như da như thịt mình luôn à nhưng mà làm sao mà có rung rung ở trong không hiểu mình gờ mình thấy cảm giác thấy giống như cái motor rung ở trong á thì cái này là thì mình nói chung ra thì nếu mà mình không chạy thẳng thì là vài bữa là nó bị mệt đó mệt. phải bắt buộc phải chạy hàng tuần nếu mà mình không có tiền mình chạy là có nghĩa là mình chờ chết chứ không có đường nào mà sống chạy thẳng thôi tôi gọi vô quá chắc đó đúng không ta ông viện không, Bình Dương á ông viện Bình Dương chạy người ta không có bán đồ còn ở đây chạy phải mua đồ của nó là mua Vega nữa mua đầy đủ chứ dạ đáng lẽ ông viện có đồ mình dơ nó thay nó giặt còn này phải mua dơ về nhà mình giặt dạ Vega chạy chiếu chạy cái giường nằm của mình mua luôn quần áo mình mua luôn mua hết trơn luôn với là mình mua ở ngoài có khoảng bao nhiêu tiền á như tiền một lần mình chạy vậy đó mình mua hai bộ 100 ngàn hai bộ 200 miếng ra 200-400 rồi mình mua về nhà mình dơ mình giặt mình đem mình đi thì mình cuốn để trong bị mình đi theo còn rồi mình chạy mình đem về cái nào dính máu đem về nhặt mua một lần thôi nha mua là lần sao phải mua dạ. Vậy cũng được tưởng đâu mỗi đó, cái đó là mình tự mình chọn vệ sinh cho cái giường của mình đó còn nằm chỗ viện khác mình chỉ là đi thôi, dơ thì người ta giặt đó. Mình đi vô thì nó đưa cho mình bận này, còn này không có, nó bán. Là mấy người nghèo không có vô đó sao có tiền mua. Thì bệnh trời cho nó, cái bệnh ngặt nghèo. Phải chi mà hai người mà một người bệnh, người chăm sóc cũng được này, hai người bệnh hết. Khó nó càng thêm khó thì mấy đứa con nó vô tâm quá nó về tới nhà mà nó còn không ở nhà được giây phút nào gì là bật đi chơi liền luôn nói chung là nghe mấy anh em mình nó nghe nó con về mấy anh em cũng mừng đi vô để hỏi mấy cháu thì cái bữa đó nó ông mệt đó ông điện chắc tối nói lên thăm ổng chút đi chừng chết bất tử đang vô tiếp hơi nè rồi em cũng sốt động dữ lắm cái sáng tình cờ ông vô thăm hỏi hết bệnh chưa tình cờ ông kêu ông chở đi rồi chiều vô mà đau dữ lắm cũng gắng đi thăm chồng thì sớm giờ anh em cũng chia sẻ cũng lâu rồi vậy thì thầy Hoàng Linh có gỡ cái gì gỡ cho chị đi Hoàng Linh dạ thì bữa nay em đến đây thì bên Mạnh Thường Quân kênh Hoàng Linh miền Tây của em cũng có gửi cho chị đó là chị Quỳnh Như ở An Giang là có gửi cho chị một ít tiền để lo cho căn bệnh của mình là 500 ngàn. Cảm ơn chị Quỳnh Như An Giang. Chị Quỳnh Như An Giang cảm ơn chị mạnh khỏe, bằng ăn phát tài phát lộc. Dạ. Hôm nay anh em cũng chia sẻ cái này cũng tâm tình với dây. Chúc cho cô chú chị buổi chiều dễ hai tràn đầy hạnh phúc. Chúc cho tất cả quý cô chú chị quý vị
thật cho giờ sức khỏe. Rồi chào tạm biệt gia đình anh chị ha. Dạ. Cố lên anh chị. Gắng anh gắng khuyên mấy đứa con anh giùm ha. Dạ. Giờ mình gắng bây giờ trong thời gian này kêu nó gắng gần gũi mình đi chứ. Về tới đây rồi, đã về tới đây rồi mà còn bỏ đi chơi vậy nó đâu có được. Ở chòm sớm ta nói chứ luôn á. Rồi chào tạm biệt anh chị ha. Dạ. Và tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những đoạn clip tiếp theo.